Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 1 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến là ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rất đậm, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 9 cho tới 19 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng dự báo trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, đêm giật cấp 6, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, trời rất đậm, nhiệt độ từ 10 cho tới 17 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, do nằm sâu trong khối không khí lạnh có nguồn gốc lục địa, nên toàn Bắc Bộ trời hầu như không có mưa độ ẩm không khí giảm thấp, tiết trời khô hanh và tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở mức cao. Nền nhiệt thấp nhất đêm nay ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng phổ biến từ 8 cho tới 11 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 4 đến 7 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Sang ngày mai, do trời có nắng nên cảm giác giá lạnh sẽ được xua đi. Nhiệt độ tăng dần và cao nhất vào giữa trưa đầu giờ chiều với mức nhiệt từ 17 đến 20 độ riêng khu Tây Bắc như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên có nơi trên 22 độ. Các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, đêm nay và sáng sớm ngày mai cũng trong tình trạng ít mây, nhiệt độ giảm sâu, tiết trời rét buốt với nhiệt độ giao động từ 8 đến 11 độ. Ngày mai trời có nắng, độ ẩm giảm thấp, cảm giác rất khô hành và nhiệt độ tăng nhanh lên mức từ 17 cho đến 20 độ vào khoảng thời gian trưa và chiều. Còn khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa thì chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không cao, dao động từ 17 đến 21 độ ở từ Đà Nẵng cho đến Khánh Hòa. Và càng vào phía Nam thì nhiệt độ càng tăng. Các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất từ 26 cho đến 29 độ. riêng Bình Thuận có nơi trên 30 độ. Lùi xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, Đêm nay và ngày mai có mưa rào cục bộ trong thời đoạn ngắn về chiều tối. Trong ngày hầu hết các nơi trời đều có nắng. Vùng cao Tây Nguyên về đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Còn ở Nam Bộ đêm và sáng sớm trời hơi se lạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 29 cho đến 32 độ. Riêng miền Đông có nơi sắp xỉ 33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển, quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 7, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực phía Nam của Biển Đông có gió cấp 6 và trời nhiều mây, có mưa rào và rông khiến tầm nhìn xa giảm, trong cơn rông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.